Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hoàng Đồng Thuật. Và trong video lần này, Thuật sẽ hướng dẫn cho các bạn tùy chỉnh cái đường dẫn của nhóm Facebook của bạn ở trên giao diện máy tính các bạn nhé. Thì ở đấy các bạn có thể nhìn thấy trên máy hình, đấy là giao diện của cái group Facebook mình vừa tạo các bạn nhé. Rồi như các bạn nhìn thấy ở trên cái thân đường dẫn đây thì đấy chính là đường dẫn của cái group Facebook của chúng ta thì các bạn có thể thấy được là nó khá là dài và những cái số kỹ từ loang ngoằng rất là khó nhớ thì làm thế nào để khi mà chúng ta gửi cái đường link này đến cho người khác thì họ dễ dàng họ nhận ra cái group chúng ta cũng như là dễ dàng nhớ cái đường dẫn để lần sau họ họ truy cập vào cái nhóm chúng ta dễ dàng hơn thì để mà có thể thay đổi được đường link cho nhóm facebook thì chúng ta sẽ uh, truy cập vào giao diện của nhóm và ở cột bên tay trái thì chúng ta sẽ cuồn xuống và chọn vào cài đặt nhóm rồi ở phần cài đặt nhóm chúng ta sẽ cuộn xuống và thấy được cái tab tùy chỉnh nhóm các bạn nhá. Rồi ở phần tùy chỉnh nhóm thì chúng ta sẽ thấy được là địa chỉ web. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng ngoài bút để bắt đầu chỉnh sửa tùy chỉnh cái địa chỉ web nha. Thì nó sẽ có một cái đường link cố định là www.facebook.com group Thì ở đây chúng ta chỉ cần đưa thêm một cái hậu tố đằng sau nữa các bạn nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ ghi là rồi thì thường là chúng ta sẽ đặt một cái hầu tố đằng sau cái đường link này trung với cái tên của nhóm thì nó sẽ giúp cho người xem họ dễ dàng tìm kiếm với nhóm chúng ta hơn cũng như là giúp cho tối ưu được cái chỉ số tìm kiếm ở trên Facebook các bạn nhé rồi khi mà chúng ta thêm cái hầu tố đằng sau cái đường dẫn này rồi thì chúng ta thấy được là có dấu tích màu xanh ở đây chứng tỏ là hầu tố này chưa từng có ai dùng cả và đường link này là duy nhất chúng ta sẽ nhấn vào lưu các bạn lưu ý là sau khi nhỏ của chúng ta có hơn 5.000 thành viên bạn sẽ không thể tùy chỉnh lại địa chỉ một lần nữa chỉ vì vậy nên nếu các bạn muốn fit lại cái địa chỉ của cái đường link này á, thì chúng ta cần phải làm trước khi chúng ta đạt được con số là 5.000 thành viên các bạn nhé rồi bây giờ nhấn vào lưu rồi như vậy là chúng ta đã vừa tạo xong cái đường dẫn tùy chỉnh hay là đường link nhóm tùy chỉnh cho cái group Facebook của chúng ta. Mình hy vọng rằng các bước làm này khá là đơn giản để bạn có thể thực hành làm theo ở trên giao diện máy tính. Và hãy dành cho thật một nút like video để đón xem những video mới nhất của khi thoát ra mắt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.